Sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết, phần 95. Những loài động vật có vẻ ngoài dễ thương nhưng lại có thể đưa bạn sang thế giới bên kia trong vòng một nốt nhạc. Đầu tiên là thú ăn kiến. Khi bị đe dọa thì chúng sẽ đứng dậy và giơ hai tay lên. Tuy nhiên không phải để đầu hàng mà là để sẵn sàng vả vào mặt bất cứ thứ gì tiến lại gần. Bằng đôi móng vuốt nhọn hoắt và dài tới gần 10cm của chúng. Đã từng có trường hợp một người thợ săn người Brazil đã không thể qua khỏi do mất máu quá nhiều vì bị một con thú ăn kiến vả đứt động mạch đùi. Tiếp theo là hải ly, hàm răng siêu sắc bén dùng để đốn hạ những cây gỗ to lớn của chúng, cũng có thể dùng để đốn hạ tay chân của bạn nếu như bạn gây sự với chúng. Năm 2013, một ngư dân cũng đã ra đi mãi mãi do bị một con hải ly cắn đứt động mạch ở chân của ông ta. Tiếp theo nữa là cá nóc, chất độc trên cơ thể của một con cá nóc đủ để hạ sát tới 30 người. Nếu bạn có thèm thịt loài cá này thì hãy nhớ rằng chất độc của nó mạnh gấp 1000 lần chất độc cyanua và hiện nay vẫn chưa có thuốc giải cho loại độc này. Cuối cùng là gấu trúc, vẻ ngoài ù lì và mõm mỉm của chúng che giấu một bộ hàm có lực cắn lên tới 2600 newton, mạnh gấp 2 lần lực cắn của sư tử, và đã có nhiều trường hợp gấu trúc đã tấn công và gây ra những thương tích rất nghiêm trọng cho con người.